Chào quý khán giả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Nếu các bạn quý khán giả xem video này thấy hay, đừng quên cho mình xin một đăng ký cũng như là một like để theo dõi video mới của mình. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại vỏ chạy giữa ghe Thành Tâm. Thì hôm bữa này chiếc vỏ PK này nè thì cũng lên một lượt chiếc ghe cây đó. Thì bây giờ cũng xong rồi, đặt máy là xong rồi, chút xíu nữa mình sẽ xuống dưới mình quay cho các bạn xem ha. Đây chiếc này thì nghe nói đâu là lên be với được bung lường ra đấy các bạn. Chiếc này hiện tại là 2m7 á. Đó. Cũng đầy bung ra đó bạn. Có cái dấu mà bung ở dưới đó ha, trong cái xô nước á. Sạch trước thì chưa làm. Chiếc này nghe nói đâu là làm ghe tải gì đó bạn, chở cá cho gì ha chứ không có đánh bắt gì hết. Quá trời luôn, bị nghe 2m7 các bạn. Đó thì đây trước mắt các bạn thì chiếc vỏ thì cũng đã dàn dưới thì cũng đã xong rồi, lắp keo rồi xong rồi. Đó, bây giờ thì chỉ mà còn lên sơn nữa, sơn rồi thì chiếc này bữa 19 sẽ mà đẩy xuống đây rồi vỏ mình mới kéo lên đây được, bị chỗ này nó hẹp quá đó, không có thể nào mà lên được thì mấy anh em làm thì nó hơi chặt chội, nó hơi khó đó. Đó thì mình quay một vòng cho các bạn người quý khán giả xem đây. Thì cái giờ chỉ còn nữa lên màu nữa. Ở cái quật chịch thì mình thấy thì cũng đã gắn rồi. Ở cái này quật chịch thì bản là khoảng 4.6, 4.5 các bạn, 4.6, 4.5. Nãy mình có lấy gang mình đo rồi ha. Thì quật chịch này là hồi nãy là em trai nói là đâu là 220 mấy ký đó. Đó thì cái này thì 1.5 ha, 6 kép F1, hộp số thì 4.5 các bạn. Số 4.5 ha. Đây cái quạt giật đây. 4.5 chạy là quạt giật là 1m50, 1m50 đó. Bản là 4 tấc mấy ha. 4 tấc mấy các bạn, cả 4 tấc 6. Cỡ 4 tấc 6 các bạn. Đây thì keo thì cũng mới vừa lắp xong đây, khô rồi ha. Đó. Nguyên cái mà con tán, nội mà con tán này không là mua là thấy là cũng bộn tiền rồi đó. Đó. Bây giờ thì chế cái kiểu này ha. Chạy nó mà không có quấn gác quấn đầu kia đó thì cái này thì mình chỉ thấy lần đầu tiên luôn. Đó, rồi chút xíu nữa mình sẽ hỏi không biết chạy là cái này nó có lăn hay là không đây, hay là nó chỉ lăn cái quạt dịch không. Đó, tính ra chế cái này cũng rất là hay các bạn. Của mình thì nửa kéo lên thì mình sẽ không biết là có làm lại mà chỗ này không, của mình thì chỗ này quấn gác á, quấn gác chỗ này là ghế cái ống động tiếp nó bị mục hết rồi, vô gà thì chổi rất là cứng á, 4 cây các bạn. Sắt thì cây chổi này thì 60 nè, trong thì khoảng 50 mấy, 58 gì đó. Keo ở dưới đó chưa lắp keo ha, bánh lái thì không biết là hàng rồi hay là chưa các bạn. Nhưng gà chế cái này cũng hay ha, lần đầu tiên mình thấy luôn ạ. Thì 6 kép F1 chạy, mình cũng xin nhắc lại, có mấy anh em hỏi mình 6 kép F1 chạy hộp số mấy tua đó, thì mình cũng xin nhắc lại cái này là 6 kép F1 chạy hộp số á, là 4.5 tua, một dịch đó là 1.5 m đó, cân nặng là trên 200 kg. Cái này thì mình thấy là theo như mình so với mấy anh em đặt trước ấy, thì cái này nó hơi mỏng ha. Cái bề chém này nè, cái bề này nó hơi mỏng các bạn. Mấy anh em cái quay quạt chịch kia cái bề này nó dày cui luôn, nó dày từ trong này nè, nó dày ra tới khoảng này á, mà cái này thấy nó trước với sau thấy nó bằng nhau, cùi thì 2.7 á. Nãy là em trai nó cùi 2.7, quá trời luôn.
nhìn như mặt vịt với giò gà quá, rất là cứng các bạn. Đó, nhìn rất là cứng cáp ha. Keo thì không biết lắp là mấy lớp đây. Cái này dưới lường mình lắp mấy lớp rồi ta? 6 lớp. 6 lớp rồi hả? Quá trời luôn, chơi 6 lớp luôn. Sao này 6 lớp. Trên thì toàn bộ bằng cây bạch đằng ha. Đây, cái sâu kép F1 các bạn, số 4 tôi gửi, dịch 1,5 ha. Lá là 4 tắc mấy. Đó, mấy anh em nào có làm thì cứ mà giống như kích cỡ như vậy mà làm ha. Đó thì lần này thì về nước đây. Hôm nay mình review rõ cho các bạn xem ha. Xem video hay đừng quên nhấn một like ha. Đó, về nước thì khoảng 2 tắc mấy ha. Khoảng 2 tắc rưỡi. Về nước thì cái này tầm khoảng 3 mét mấy 4 mét ha, về nước. Đó, đây, cái này về nước này thì gắn ở đây thì ủi cái cơm thì được ha. Ủi cái cơm thì nổi thì nếu mà ấy thì cái vé mình, cái con dây mình sẽ lòn vô đây. Đó. Từ chỗ cái trụ đó các bạn, từ chỗ trụ đó mình lòn qua đây. Con dây cho lòn lườn ha. Mình lòn qua đây cái đó mình lòn vô cái ô này đây. Đó, chỉ có lỗ của anh kia, xe gì mình ve tới ve lui á, nó không có chạy tới thì nó có cái đó nó cản, có lỗ này nó vướng lên nè. Đó, mình lòn dây trong đó. Nếu mà anh em mà muốn cái vé sâu á thì mình lòn ở dưới này. Đó, của mình thì nó giò gà nó hơi cục á, vịt nó hơi nhỏ, ghe nhỏ mà. Thành ra mình phải buộc cái phèn ở dưới này. Đó, nếu mà anh em mà muốn sâu á, lòn ở trên này á thì nó sẽ ôm sát lờ ha. Nhưng mà cái này thì không cần đâu, bị cái này nó ôm rồi, thành ra mình lòn ở dưới này cho cái vé nó xuống sâu á, nó không có bị cớp. Đó, mình lòn ở dưới này á, là im nè. Đó, mình thấy cái này làm là vừa nước là không bị dướng vào nước luôn. Thì cái miệng cào á là tự ở đây xéo nó ăn được trở lên vậy nè, là nó khỏi về nước ha. Nếu mà về nước xích sau nữa thì nó sẽ đụng. Đó, vì là nó khỏi là im. Chứ này lường tròn nữa nè các bạn, lường sâu ha. Đó, nếu mà ủi cái cơm thì cái lường này nó ngập mà tới cái mí này là im ha. Là ủi nó bắt đầu hơn, bị ôm sát cái lường nó xuống sâu á. Còn bánh em dở về ca thì cái mình nó nhẹ quá đó, thì nó nổi quá đó, thì phải sử dụng cái cây đặng chế cho nó xuống sâu một chút đó. Mấy anh em đang lắp keo ở trên mũi, ở dưới thì như là mình thấy là xong hết rồi. Quá trời dữ dội. Cây cứng đóng không vô luôn, đóng dội dội. Cái mũi này các bạn thì, lắp keo xong rồi á thì lăn bột á, giết bột quá bạn, giết bột là sơn lên là nó bóng. Quá trời, đây nước nhập nè. Mũi nhìn cũng đẹp ha bạn.
quay YouTube vậy mà về mở lên tổng miền Tây là thấy là em nổi lên rồi. Ừ, tổng miền Tây. Thì bây giờ mình thả đi lên trên đây là xem mấy anh em ha làm tế đầu rồi ha. Bờ nhìn thấy bị nghèo quá trời luôn. Thì cái mà đây, cái cặp đũa này cũng được bắt xong rồi đấy các bạn đó, lắp ô tô này kia. Đó, đài ngang ở trên thì làm mui ha, làm mui thì cũng đang được cho mà mấy anh em làm. Cái này mình làm bằng thôi chứ đâu có nhóng lên ha. Vì cái này thấy ở dưới nó quá cao rồi. Dưới này xuống nước là dữ dằn luôn. Làm bằng mà không có hạ bẻ gió hạ tất à. Ừ. Làm cái tay nó mình. À, hạ bẻ gió xuống ha, đặng nhìn đó lần trước cho nó hạ nó. Phẩm á, hạ phẩm 2 tấc trên chụp chút. Trừ cái mí đó ra làm sao có mui về ha. Ha. Ờ, có khoảng giữa. Móc ngang ngầm á. Nhìn cho nó lún cái mùi lên nhìn thấy nó đẹp ha. Cho lún mùi lên. Nó cho đi chung. Bị gió quá cao. Cao, này quá cao luôn. Quá dày luôn. Vậy mới được, không dặn ra xưa. Dĩnh 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 quá thôi. Cái ca hoa cho mày lăng lăng vào. Giờ đây mình cũng đã xuống đường rồi các bạn. Đây cái mà miếng hai cái miếng thẻ đủ ở đây. Cái này là 14 12 12 từ 12 hay là 14 này không biết chính xác ha. Ở cặp đũa này bắt xong rồi nè, quá trời luôn. Đây cái lá các bạn cho nước thì mình thấy đây hai con ha. Hai con hai bên bằng inox luôn. Đốt đây. Lát nữa các bạn. Đây, chỉ tô thôi. Lá
lớp này như là ống đâu là 90 vậy đó, quá trời bự luôn. 90, cái này 90 à. Inox. Bao tử này, bao tử xiết không cho chảy nước này. Cùi tô ha. Cùi tô đặng mà đấu vô cái cặp số. Cây tha mà ba cái nhớt á, cây nó đỏ ao với bạn đặng vô nhớt cái nó đỏ lên á. Đó, dàn xề thì mà được bẩn bị vỏ này dài đó, dàn xề thì được ăn gian vô, ăn gian vô lắng vô trong tới đây ha, trong tầm khoảng mà cái này khoảng 2 mét đó bạn, lắng vô 2 mét chứ khỏi mất công mà nói ra ha. Gác cây ngang thì chỉ làm ở đằng sau một chút xíu đó, đặng mình bợ cái bánh lái. Cái mà sò nước cũ với nó đây, hàng bảo vệ rồi tùm lum hết trơn luôn. Giờ cái đó thì không có xài nha. Giờ đây hai con sò nước cũ hai mới hai bên đây bạn. Cái này cây mới á, ra xiết cho nó bằng rồi, xiết bằng rồi từ từ rồi mới đầu mới đẩy qua ngày trước á, xiết cho nó bằng cứng rồi ngày sau là cây là nó sẽ nhót lại, mình sẽ xiết thì nó sẽ vô nữa ha. Với mình đặt máy xuống á, đặt máy xuống mình chạy chạy rồi nó rung 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 á, vài bữa là nó sẽ nhóm, mình xiết thì nó sẽ vô được khoảng 4-5 quận nữa các bạn. Thì mình chạy á nó lắc lắc nó vẽ cái nền máy xuống thì mấy khớp đó nó ăn ha, nó ăn rồi nó sẽ lúng xuống rồi mình xiết rồi nó sẽ vô nữa. Nó sẽ cứng á. Cái này nghe nói bữa nay là dưới đường hoàn thành xong rồi, lên màu ấy các bạn. Đằng sau thì cái dè này thì được ở dưới nối ra khoảng 7 tấc các bạn, không chạy nó không có bị mà hút lái ha. Cái